Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vẫn thường nghĩ giáo dục kỹ năng chẳng qua là một sự giáo dục bổ trợ, có thì tốt, không thì cũng chẳng ảnh hưởng gì. Tuy nhiên thì qua nhiều nghiên cứu, người ta phát hiện ra nếu trẻ được giáo dục các kỹ năng tư duy, nhận thức, vận động từ nhỏ thì chúng sẽ học tập và thành công dễ dàng hơn so với những đứa trẻ khác. Vậy trẻ cần được bồi dưỡng những kỹ năng gì, bồi dưỡng ra sao? Ngay sau đây sẽ là những chia sẻ của thạc sĩ giáo dục Ngô Thanh Giang, người đã nhiều năm nghiên cứu và làm việc về giáo dục kỹ năng tại Mỹ. Xin chào chị Ngô Thanh Giang. Thưa chị, hiện nay thì có một cái thực tế đó là trẻ em Việt Nam thì về lý thuyết rất là giỏi, học trong sách vở rất là giỏi. Tuy nhiên thì khi mà đi ra ngoài môi trường sống thì chúng hầu hết là ngơ ngác. Nhưng mà cái môi trường sống ở bên ngoài thì lại vô cùng phong phú. Chính vì vậy mà cái việc mà thiếu các cái kiến thức về cuộc sống thực tế là một cái sự thiếu hụt mà rất là khó để cho các em sau này bước vào đời. Vậy thì theo chị tại sao lại có cái tình trạng như vậy? Ở trong gia đình thì càng ngày khi mà chúng ta càng có điều kiện về kinh tế hơn thì là phụ huynh bắt đầu nghĩ đến chuyện chăm lo cho con như thế nào thì tốt nhất. Họ càng muốn con là càng có đầy đủ các thứ vật chất, rồi là đứa con nó muốn cái gì thì họ sẽ cố gắng làm cho con tất cả những cái đấy, thì vô hình chung là lấy đi mất của đứa trẻ những cái cơ hội để tự trải nghiệm. Còn như ngày xưa thì mình 5-6 tuổi đã biết nấu cơm, nhưng mà bây giờ có thể là những cái cô bé đến 16-17 tuổi cũng chưa biết và chưa bao giờ nấu cơm lần nào. Ngoài ra nữa thì còn có một cái nguyên nhân nữa là khi mà trẻ đi học ở trong trường ấy, cái áp lực số lượng học sinh rất là lớn. Áp lực lớn thì khuôn viên của trường thì hẹp, thành thử ra là số lượng giáo viên nữa cũng rất là ít, thành thử ra những cái hoạt động mà tương tác với cái cộng đồng bên ngoài thì là gần như không có. Thành thử ra là cái việc đứa trẻ nó học thì gần như là nó chỉ học trên sách, và cái nó cần phải học hơn nữa là học về cái cuộc sống thì nó lại không có cái đủ cái cơ hội này. Thì là mình cái điều kiện để mà có một cái giáo dục hoàn hảo thì mình gần như là mình chưa có, mà nó là cái vấn đề về phương pháp, tức là cái cách mà mình truyền tải cái nội dung để đến cho đứa trẻ là như thế nào. Mình truyền tải đến theo cái hình thức phấn trắng bảng đen, hay là mình truyền tải đến cho đứa trẻ trong những cái dự án yêu cầu đứa trẻ nó phải có cái sự liên hệ thực tế. Khi mà chúng ta dạy cho các con về cái việc là so sánh đối tượng này với đối tượng kia, hoặc là tập hợp này với tập hợp khác, thì mình chỉ cho chúng nó so sánh ở trên bảng. Mình chưa nghĩ đến cái chuyện rằng là làm thế nào để giúp chúng nó có thể tái hiện cái sự vật đấy lên trên một cái biểu đồ để mà có thể nhìn vào đấy và so sánh và phân tích. Hay là đơn giản như là có những cái môn học như là môn học toán chẳng hạn, để mà thực hiện những cái phép toán đơn giản hoặc là những cái bài toán đơn giản, thì thay vì rằng là cứ ngồi làm việc trên vở thì có thể mình có thể làm những cái cuộc thống kê nho nhỏ, đúng không? Thì khi mà đứa trẻ nó tham gia vào những cái hoạt động thực tế như thế thì không những là nó áp dụng được cái kiến thức ở trên sách vở vào trong thực tế, mà nó còn biết là trong cái quá trình này nó phát triển rất là nhiều các cái kỹ năng khác. Ví dụ như là giao tiếp ra làm sao, thuyết trình như thế nào, tổng hợp thông tin ra làm sao, rồi là biểu hiện lại cái thông tin đấy theo một cách khác như thế nào. Hiện nay thì cái việc mà phát triển các cái kỹ năng như là tư duy hay là các cái chỉ số như EQ hay là EQ ấy, thì được rất là nhiều ông bố bà mẹ quan tâm. Vậy thì là một người mà đã làm việc nhiều trong cái đào tạo giáo dục mầm non cũng như là giảng dạy về các cái kỹ năng mềm, thì chị có cái ý kiến gì về cái vai trò của các cái việc phát triển các kỹ năng tư duy cũng như là các cái chỉ số này cho trẻ? EQ nó vốn là cái chỉ số thông minh, nó nói đến cái khả năng mà cái não bộ của một con người có thể phản ứng trước những cái câu hỏi liên quan đến logic. Thế còn EQ nó là một loạt các cái kỹ năng mềm mà chúng ta có thể thay đổi được trong suốt cái quá trình mà lớn lên. Kỹ năng tư duy thì nó là một phần của cái EQ. Thế khi mà trong khi mà cái EQ là mình không thể thay đổi được, hoặc là mình có thể thay đổi được nhưng rất ít, thì cái EQ là cái mà mình có thể phát triển được và thay đổi được và tác động được đến nó tương đối nhiều. Giống như là khi mà người ta nói rằng là đã dạy một ai đấy ấy, thì là đã giúp một ai đấy thì giúp cái cần chứ đừng giúp cái con cá, tức là đừng cho ói con cá. Thì các cái kỹ năng EQ, những cái kỹ năng làm việc, kỹ năng tư duy, nó sẽ giống như là cái cách để sử dụng cái
cái cần câu đấy như thế nào cho nó hiệu quả. Nên là cái việc dạy và phát triển cái kỹ năng đấy nó là cực kỳ quan trọng đối với trẻ. Nó không chỉ là giúp cho đứa trẻ đạt đến cái thành công học đường mà nó còn giúp giảm tải cái áp lực trong suốt quá trình học tập nữa. Tôi thấy hiện nay thì có một cái xu hướng rất là hay, đó là việc giáo dục trẻ từ sớm, từ khi mà trẻ đang còn rất là nhỏ. Vậy thì theo chị, để cho cái việc giáo dục sớm này nó có hiệu quả tốt và không tạo ra một cái áp lực lớn cho trẻ. Giáo dục từ sớm ấy, nó là một cái mà thế giới họ quan tâm từ cách đây rất là lâu rồi. Thế nhưng mà khi mà bắt đầu nó lan truyền đến Việt Nam thì tôi cảm thấy rằng là tức là cái cách mọi người hiểu về giáo dục từ sớm nó chưa được toàn diện lắm. Nó chưa được toàn diện, nó thể hiện ở cái chỗ đó. Các bà mẹ bây giờ nghĩ rằng là giáo dục từ sớm tức là chỉ có dạy chữ cho con từ sớm, hay là dạy số cho con từ sớm, biết cộng, biết đọc sớm thì đấy là giáo dục từ sớm. Nhưng trên thực tế thì nó cũng không hoàn toàn nó là như thế. Bên cạnh cái chuyện là cho con tiếp cận với lại chữ này, tiếp cận với lại số, tiếp cận với ngôn ngữ khác, thì nó còn có một cái nữa của giáo dục từ sớm, đấy là những cái trải nghiệm từ sớm của đứa trẻ. Những cái trải nghiệm đấy mới là những cái xây dựng nên kỹ năng. Chẳng qua là tại vì cứ đọc này, số này hay là tiếng Anh là những cái mà người ta có thể nhìn thấy cái kết quả, cho nên là họ cảm thấy là hình như nó chính là cái giáo dục từ sớm. Đợt vừa rồi thì tôi có đi thăm một số các cái trường mầm non ở Hàn Quốc, và rất là ngạc nhiên khi thấy rằng là những đứa trẻ khi mà nó lên 3 tuổi nó đã có thể nặn được những cái hình con khủng long rất là giống, mà nó sử dụng các cái loại nguyên liệu khác nhau, thậm chí kể cả đinh ốc, kể cả gốm, kể cả dây thép, hay là những cái thứ vỏ cây bình thường. Thì đấy chính là những cái nguyên liệu, những cái cách mà đứa trẻ nó học về thế giới thông qua những cái trải nghiệm cá nhân của nó. Và như thế có nghĩa là học từ sớm nó cũng sẽ giống như là các cái bậc học khác, nó có là học những cái thứ giá trị chung của nhân loại, giá trị phát triển của văn minh nhân loại, rồi nó học những cái trải nghiệm rất là bình thường để nó phát triển con người của nó, phát triển cái tâm lý cũng như là tinh thần lành mạnh. Thì chính vì thế cho nên người ta mới nói rằng là 5 năm đầu đời, cái giai đoạn phát triển sớm của đứa trẻ là cái những cái năm nó phát triển vàng. Bởi vì mình cứ tưởng tượng nó giống như là một cái bình gốm khi mà mới nặng ấy, đang ở trên bàn xoay, nếu mà mình chạm vào thì nó sẽ thay đổi tùy vào cái cách mình chạm vào đứa trẻ như thế nào. Vậy thì nếu như mà các ông bố bà mẹ muốn có thể bồi dưỡng cho con về các kỹ năng này ở trong cái môi trường gia đình thì người ta cần phải làm gì? Gia đình chính là một cái môi trường rất là tốt để giúp cho đứa trẻ nó hình thành nên những cái kỹ năng cực kỳ cơ bản. Nhưng mà cái quan trọng ấy là cái quan niệm của bố mẹ nó phải rõ ràng về cái việc rằng là để cho con độc lập và chấp nhận một số các cái hệ lụy đi theo. Ví dụ như là nếu mà để cho con độc lập tự làm cái này tự làm cái kia thì nó sẽ có thể nhà cửa có thể hơi bừa bộn sau khi con làm thành công một cái việc gì đấy, hoặc là sẽ phải chấp nhận cái chuyện là nó sẽ có một số các cái rủi ro, và chấp nhận rằng là mình sẽ phải theo rất là sát, nhưng mà mình theo dõi và quan sát chứ mình không có làm hộ đứa trẻ. Thì mình tập cái cách là cho đứa trẻ nhiều sự tự do hơn, cho khuyến khích con làm nhiều thứ hơn, giúp đỡ bố mẹ nhiều hơn. Giao cho con 2-3 nghìn, bảo con ra ngoài chợ mua một cái mớ rau, khuyến khích đứa trẻ độc lập. Khi đã khuyến khích đứa trẻ độc lập rồi thì hãy cho đứa trẻ một vài các cái quyền quyết định. Ví dụ như là ngày hôm nay con sẽ được quyền quyết định cho gia đình mình là gia đình mình sẽ đi chơi ở đâu, hoặc là chúng ta sẽ ăn cái gì. Ngày mai là có sinh nhật của bà, thì bây giờ bố mẹ giao cho con cái quyền quyết định là con nghĩ xem là gia đình mình sẽ tặng sinh nhật cho bà như thế nào. Cái cách làm việc như thế của phụ huynh nó sẽ cho đứa trẻ một cái khoảng không để mà lớn, cho đứa trẻ một cái khoảng không để tự làm chủ bản thân mình. Vâng, cảm ơn chị Ngô Thanh Giang đã tham gia vào cuộc trao đổi của bản tin 2 ngày hôm nay.